Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến thuyền du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần đảm bảo cho du khách có những chuyến tham quan vui vẻ, an toàn. Đây là những hình ảnh một buổi ra quân kiểm tra phương tiện đường thủy hoạt động chở khách du lịch của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gia Viễn tại bến đò khu du lịch Vân Long. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền các chủ thuyền trang bị áo phao, dụng cụ nổi cầm tay trên thuyền và đồng thời yêu cầu du khách thực hiện nghiêm việc mặc áo phao trước khi xuất bến. Bên cạnh đó, với những phương tiện cũ nát, cơ quan chức năng yêu cầu các chủ thuyền phải dừng hoạt động và sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn khi chở khách. Để đảm bảo cho khách được an toàn thì người dân ở đây là phải trang bị áo phao này, thì thuyền phải tốt. Cũng nhắc nhở khách mặc áo phao để đi cho an toàn. Xác định dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, lượng khách đến với các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện sẽ tăng cao đột biến, nhất là khu du lịch Tràng An và Tam Cốc Bích Động. Công an huyện Hoa Lư đã huy động lực lượng đồng loạt tiến hành kiểm tra, trong đó chú trọng nhắc nhở việc khắc phục trang thiết bị hư hỏng, yêu cầu áo phao, dụng cụ nổi cá nhân phải bố trí ở vị trí để du khách dễ nhìn thấy, dễ lấy khi xảy ra sự cố. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện hoạt động chở đúng số người quy định để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến hành trình tham quan. Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, bên cạnh đó là phối hợp với ban quản lý bến thuyền kiểm tra toàn bộ cái điều kiện của bến thuyền cũng như điều kiện của các phương tiện hoạt động thủy ở địa đủ điều kiện mới cho xuất bến và chở đúng người đúng quy định. Bên cạnh đó là tăng cường phát tuyên truyền trên loa phát thanh của bến thuyền để nhắc nhở hành khách, kết hợp với lại nhân viên là nhắc nhở hành khách đi tham gia trên thuyền là phải mặc đầy đủ áo phao. Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các khu điểm du lịch có phục vụ du khách tham quan bằng đò, thuyền đều tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Các lái đò được cấp chứng chỉ đầy đủ mới được tham gia lái đò, thường xuyên kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng các đò, trang bị đầy đủ phao cứu sinh và luôn đặt an toàn của khách lên trên hết. Trong quá trình phục vụ khách thì chúng tôi yêu cầu là tất cả du khách đến tham quan khu du lịch Tam Cốc Bích Động trước khi xuất bến lên thuyền thì phải mặc áo phao. Đây là một cái điều kiện bắt buộc vì chúng tôi muốn là đảm bảo không để xảy ra cái mất an toàn giao thông đường thủy để tạo cho khách yên tâm khi tham quan khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Chúng tôi có 654 cái thuyền nhưng mà cứ số lượng áo phao để cho du khách mặc thì chúng tôi có luôn luôn cỡ độ khoảng trên 5.000 cái áo phao. Luôn luôn sẵn sàng để phục vụ cho du khách. Bất kể du khách nào, kể cả từ trẻ em khi xuống thuyền đều phải mặc áo phao. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy tại các bến thuyền du lịch không chỉ góp phần tiếp tục kéo giảm số vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây ra, mà còn giúp cho du khách có chuyến đi vui vẻ, an toàn, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh ngày càng phát triển. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Để khắc phục tình trạng việc ùn ứ hành khách, khu vực soi chiếu an ninh chậm giải tỏa hành khách, hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh tại các cảng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra khu vực soi chiếu tại các sân bay, đảm bảo việc điều phối quản lý slot bay, kế hoạch bay, phân bổ thời gian bay đêm tại cảng hàng không phù hợp với khả năng thông qua của cảng hàng không. Tập trung nghiên cứu đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, đảm bảo phục vụ cho công tác soi chiếu, bổ sung thêm khu vực tổ chức soi chiếu, kiểm tra an ninh hàng không cho hành khách tại các nhà ga, đảm bảo chất lượng kiểm soát an ninh hàng không, thực hiện nhanh chóng, đúng, đủ quy trình. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý Đường bộ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt, tại các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc. Chủ động xả trạm, mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài. Cùng với đó, tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.
hình ảnh từ clip cho thấy một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy bất ngờ rẽ trái mà không hề có tín hiệu xin rẽ và cũng không quan sát phía sau, khiến nhiều người đi đường giật mình. Đáng nói, đây là đoạn đường gần ngã tư và có vạch kẻ liền màu vàng, các phương tiện không được phép cắt qua. Hậu quả là người điều khiển xe máy này đã va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều và bị ngã ra đường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông hiện nay. Vì an toàn của bản thân và cộng đồng, mọi người cần chấp hành đúng quy tắc khi tham gia giao thông, thận trọng quan sát trước, sau và hai bên, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.